Trương Dịch cùng mọi người sau đó trở về nơi trú ẩn. Cùng tập trung tại phòng khách ngồi nghỉ ngơi, Trương Dịch đứng ở giữa phòng khách ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người. Bản thân hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh sau đó giải thích. Ngày hôm qua bầy zombie kia đã bị chúng ta giải quyết, nhưng số lượng ngày hôm nay chỉ nhiều hơn chứ không ít. Điều này cho thấy tốc độ lây lan rất nhanh. Nếu như vậy, thì sớm muộn gì toàn bộ thành phố Thiên Hải đều sẽ bị zombie hoàn toàn chiếm đóng, thật sự tôi không có cách nào tưởng đựng được đến lúc đó chúng ta sẽ sinh sống và sinh tồn ra sao. Trương Dịch nói ra hết tất cả những điều mình suy nghĩ khiến cho mọi người trong căn phòng đều chìm trong im lặng. Nụ cười chiến thắng đều biến mất, ai nấy đều cúi đầu suy tư, trên mặt lộ ra vẻ u sầu lo lắng. Không một ai muốn nói điều gì trong lúc này, hay nói rõ ràng hơn là mọi người đều không suy nghĩ đến vấn đề này. Dương Hân Hân ngồi trên xe lăn, đưa tách cà phê uống một ngụm, đôi mắt tĩnh lặng trầm ngâm suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ một hồi Dương Hân Hân liền nói ra, nhưng là trước mắt xem ra xu hướng lây lan hay truyền nhiễm zombie này vẫn chưa rõ ràng, nếu không mà nói đối phương sẽ không chỉ mỗi lần điều động mấy ngàn con zombie qua tấn công chúng ta khuôn mặt dương hân hân biểu lộ nghiêm túc ngay lập tức thay đổi lời nói bất quá nếu như chúng ta không thể tìm ra được chân tướng đứng đằng sau sự xuất hiện của đám zombie này về sau khẳng định rằng chắc chắn bọn chúng sẽ trở thành một rắc rối lớn trong tương lai lục khả nhiên ngồi bên cạnh bất ngờ thở dài một hơi than phiền ước gì bây giờ là mùa hè có phải tốt không tất cả những đám zombie kia đều sẽ bị thối giữa và biến thành những bộ xương mục nát trương dịch liền cắt ngang lời mọi người điều đáng sợ nhất không phải là số lượng của đám zombie này mà là việc quan sát bọn chúng một thời gian thì chính xác là đã có kẻ đứng sau thao túng bởi vậy mà khẳng định đám zombie này không phải là loại quái vật không có não trương dịch liền khoanh tay thở dài có vẻ như đám rắc rối này có vẻ khá khó giải quyết trương dịch tiếp tục nói ngoài ra bọn chúng rất khó bị tiêu diệt mà chỉ có thể đốt cháy hoặc là tách rời bọn chúng điều này làm tăng thêm sự khó khăn trong việc giải quyết đám đồ chơi này dương hân hân hiểu những điều mà trương dịch lo lắng Cô nàng liền nói ra, "Như vậy điều quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết kẻ đứng đằng sau thao túng đám zombie này." Trương Dịch thấy như vậy liền mỉm cười nói, "Nếu như vậy thì quá đơn giản, vậy chúng ta có thể tìm những kẻ này ở đâu? Mỗi khi chúng ta giết được một nửa đám zombie, ngay lập tức đám này sẽ cúp đuôi bỏ chạy." Trương Dịch đặt mông cái phịch xuống ghế sofa ngồi gần chỗ của cô nàng Dương Mật, sau đó tiếp tục nói thêm, "Tôi thậm chí không thể phán đoán hay biết được liệu có kẻ chủ mưu thao túng những zombie này hay không, rốt cuộc thì loại siêu năng lực này Trương Dịch gối hai tay ra sau gáy, ngả lưng xuống thành ghế ngửa đầu lên trời giải thích. Nó chứa đầy những điều không chắc chắn và khó có ai có thể sử dụng lý lẽ thường tình để suy luận. Trong lúc Trương Dịch đang đi vào bế tắc, thì bất ngờ Châu Khả Như lên tiếng cắt ngang. Thật ra, thì em có một loại suy đoán. Trương Dịch tuy rằng có thể có những cách giải quyết khác nhau, nhưng không thể cứ tùy tiện để tiến vào sâu bên trong khu vực tàu điện ngầm để điều tra. Bởi vì theo như lần do thám theo dấu chân lần trước thì khẳng định nơi đó có rất nhiều zombie cho dù năng lực chiến đấu của toàn đội ngũ là siêu cấp viper dỗ nhưng trương dịch là một kẻ đầy sự toan tính sẽ không chịu rời khỏi phạm vi nơi trú ẩn trương dịch đang suy nghĩ vẩn vơ nghe thấy giọng của châu khả như nhẹ nhàng lên tiếng liền theo bản năng ngước cổ lên nhìn sang cô nàng ngơ ngác liền hỏi em nói đi châu khả như thấy trương dịch ra hiệu trong thời điểm zombie tấn công cô cũng đã được nghiên cứu qua virus trên cơ thể zombie ngay lúc này liền giải thích em đã nghiên cứu cơ thể zombie trong hai ngày qua và dường như đã phát hiện ra một thứ virus rất là cổ quái và kỳ lạ. Châu Khả như tiếp tục giải thích rõ ràng hơn. Virus này nó có thể chịu được cái lạnh cực độ và thậm chí có thể tồn tại ở nhiệt độ âm 100 độ. Nó có cấu tạo xen vào virus cùng với tế bào ở giữa lại có thể giống như virus đồng dạng xâm chiếm dây thần kinh của sinh vật sống để tiến hành khống chế và điều khiển cơ thể. Châu Khả như nói những điều này ra theo như kiến thức khoa học của cô đã tìm hiểu. Quả thực chỉ như nước đổ lá khoai vào tay đám người trước mặt, đang nói thì cô nàng ngập ngừng một vài giây. Thế nhưng nó lại không phù hợp với định nghĩa sinh học hiện đại của virus, cấu trúc của thứ này đáng lẽ ra nằm giữa virus và tế bào, nhưng thứ này lại có thể xâm nhập vào cơ thể vật chủ để kiểm soát và sinh sản giống như virus. Trương Dịch bản thân sau khi tốt nghiệp xong, liền đem chữ thầy trả lại hết cho thầy, nên nghe những điều này thì không khác gì nước đổ đầu vịt. Vẻ mặt e ngại liền quay sang nói với Châu Khả Như, "Khả Như, em có thể hay không nói đơn giản một chút?" Châu Khả Như nhìn vẻ mặt ngây ngô của Trương Dịch mà cười trừ. Sau ngày tận thế, Cơ thể sinh học của con người được định nghĩa lại do ảnh hưởng của tia gamma, tạm thời chúng ta hãy gọi nó là virus zombie tốt. Như một cách nói đơn giản, nó phản ánh thói quen của một số quần thể vi khuẩn và thậm chí cả động vật có tính xã hội. Châu khả như nhìn một vòng quanh căn phòng và giải thích rõ ràng hơn. Khi thây ma ở trong số các thây ma khác, hành động của bọn chúng là nhất quán và thậm chí phản ánh một số mức độ khôn ngoa nhất định. Tuy nhiên, ở những xác chết được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, ngay cả bản năng sinh sản của chúng cũng yếu dần đi, khả năng chống chọi với căng thẳng tiêu cực cũng càng ngày càng kém đi. Châu Khả Như nói thêm. Vì vậy, em đã nghi ngờ rằng phương pháp kiểm soát loại virus này có thể tương tự như các quần thể sinh học khác và cơ thể của người điều khiển loại virus này. Sau khi nhiễm loại virus đó có thể kiểm soát và thao túng đám zombie theo một cách nào đó. Trương Dịch bất ngờ cắt ngang lời của Lục Khả Nhiên tò mò hỏi. Điều khiển ư? Châu Khả Như vội vàng xua tay đi đáp lại. Tất nhiên, nó không có nghĩa là trong một khoảng cách rất xa, ví dụ như động vật có thể truyền tải thông điệp qua mùi vị. Và loại virus đột biến này chắc chắn phải có cách truyền đạt tin tức cũng như thông điệp riêng. Trương Dịch chỉ ngón tay lên trên trần nhà. Thầm hiểu ra ý nghĩa của điều này. Ý của em nói rằng, chỉ cần chúng ta giết chết cơ thể mẹ, thì những thây ma bị lây nhiễm này cũng sẽ chết đúng chứ.